Chị đại xã hội đen xứ Cảng Thơm bị bồ đá vì lý do bất ngờ, không những thế cô còn bị chê là diễn viên xấu nhất xứ Cảng. Ngô Quân Như không phải là cái tên xa lạ trong làng giải trí Hồng Kông, gia nhập sâu biết từ năm 1982 cho tới nay, nữ diễn viên 55 tuổi đã đóng hàng trăm bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến một loạt phim của Châu tình Trì. Một số tác phẩm đáng chú ý của Ngô Quân như phải kể đến Thánh Bài, Chiên Hỷ Trong Nhà, Kim Kê, Người Trong Sang Hồ, Hồng Hưng Thập Tà Muội, Lộc Đình Ký 1992, Vua Bịp 1990, Lộc Đình Ký 2, Thánh Bài 3, Hoa Điền Hỷ Sử, Hoa Điền Hỷ Sử, Bá Phương Hoa, Truy Lùng Quái Yêu, nhiều vai diễn ấn tượng trong phần phim Hồng Hưng Thập Tam Muội, Ngô Quân Như được khán giả đặt cho biệt danh Chỉ Đại Thập Tam Muội. Hồng Hưng Thập Tam Muội vốn là phim phủ của người trong giang hồ nói về cuộc đời của chị cả xã hội đen Thập Tam Muội. Năm 2018, vợ chồng diễn viên Hải Thu Trang Tiến Luật đã làm web drama Thập Tam Muội lấy ý tưởng từ phần phim nổi tiếng này của Hồng Kông không chỉ có trong tay khối gia tài điện ảnh khổng lồ, cô cũng là một trong những diễn viên có thu nhập phòng vé tích lũy cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Đồng thời, Ngô Quân Như còn được vinh danh là nữ chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng danh giá, đó là Liên hoan phim Kim Mã và Liên hoan phim Kim Tưởng. Để có được thành công như hiện tại, ít ai biết rằng nữ diễn viên 6X phải trải qua quá trình đầy gian khổ và khó khăn. Ngô Quân Như sinh năm 1965 tại Hồng Kông trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Cha cô là Hà Xuân Thu, tên thật là Ngô Cẩm Toàn, là diễn viên người dẫn chương trình nổi tiếng của đài ATV. Từ nhỏ, Ngô Quân Như đã được liệt vào danh sách một trong những tình nhị đại nổi tiếng ở Hồng Kông. Năm 16 tuổi, Ngô Quân Như gia nhập làng giải trí và tham gia khóa đào tạo của TVB cùng với Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiên. Nhờ sức ảnh hưởng của cha, cô bé Quân Như đã được tận mắt nhìn thấy nhiều ngôi sao nổi tiếng khi còn ấu thơ. Từ đó, cô cũng nuôi giấc mộng trở thành một ngôi sao lớn. Năm 16 tuổi, gia đình Ngô Quân Như mời một người xem tử vi tới nhà. Người này kết luận Quân Như rất phù hợp với làng giải trí và có thể làm nên chuyện trong tương lai. Ngay lập tức, Ngô Quân Như tham gia khóa đào tạo của TVB. Tại đây, cô trở thành bạn học của nhiều minh tinh nổi tiếng hiện tại như Lưu Gia Linh, Lưu Thanh Vân, Tăng Hoa Thiên. Dù được phán sẽ sớm nổi tiếng khi gia nhập sâu song trên thực tế, Ngô Quân như không có nhiều cơ hội tốt ở thời kỳ đầu. Vì ngoại hình hạn chế, con gái của Ngô Cẩm Toàn không nhận được sự chú ý của các nhà sản xuất. Như các bản đồng niên Lưu Gia Linh hay Tăng Hoa Thiên, giai đoạn đầu Ngô Quân Như chỉ nhận được những vai quần chúng, vai phủ lướt qua màn ảnh. Khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Enjoy Yourself Tonight, Ngô Quân Như mới gây được sự chú ý với các nhà sản xuất tạo hình xấu xí với hành động ngoái lỗ mũi trong bộ phim bản hữu tình trường của Phương Tinh, vô tình khiến Ngô Quân Như bị đóng đình với sảng vải xấu xí có nhiều hành động lỗ bịch. Nhiều màn biểu diễn hài hước trong show Enjoy Yourself Tonight, Ngô Quân Như được Thành Long mời tham gia phim Bá Phương Hoa. Với hình tượng nhân vật hài hước, Ngô Quân Như dễ dàng trở thành diễn viên nổi bật giữa rừng mỹ nữ xinh đẹp và được đề cử là diễn viên mới xuất sắc nhất năm 1988. Cùng năm đó, người đẹp họ Ngô cũng tham gia bộ phim Bản hữu tình trường của đạo sĩ Phương Tinh. Đây cũng là tác phẩm tạo tiền đề cho hình tượng người phụ nữ xấu xí hài hước trên màn ảnh. Trên thực tế, Ngô Quân Như đã nhận ra điểm yếu là ngoại hình của mình ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí. Chính vì thế, người đẹp 6X đã chọn con đường hài kịch để phù hợp với ngoại hình của mình. Trong phim Bản hữu tình trường, nhân vật của Ngô Quan Như có tạo hình xấu xí với mái tóc quan xù mì, thoải mái ngoáy lỗ mũi. Trên màn ảnh, cô diễn rất chân thật, tự nhiên, song trong thâm tâm, nữ diễn viên rất ghét ngoại hình của mình. Dù chán ghét hình hài xấu xí mà cha mẹ ban tặng, song Ngô Quan Như vẫn theo đuổi hình tượng người phụ nữ xấu xí hài hước trên màn ảnh. Vào thập niên những năm 1990, làn sóng phim hài kịch được khán giả rất yêu thích với khả năng diễn xuất tự nhiên sống đồng ngô quân như bất ngờ trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong làng giải trí hồng kông khi là nữ hoàng thống trị thể loại phim này theo tao vào thời điểm đó hai đề tài phim được yêu thích nhất là phim ma cương thi và bài bạc đều có sự tham gia của ngô quân như khi đó quân như rất bận rộn một ngày cô phải quay ba hoặc bốn phim với sảng nhân vật đều na ná, ná giống nhau từ năm 1987 đến năm 1991, hầu hết thời gian Ngô Quân Như đều làm việc quần quật trên phim trường, thậm chí cô phải làm việc với cường độ cao và liên tục mỗi ngày. Dù có mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm, nữ diễn viên sinh năm 1965 vẫn phải đóng những sảng vai xấu xí tham ăn trên màn ảnh. Vì thay đổi chế độ ăn uống và làm việc liên tục, Ngô Quân Như không kiểm soát được cân nặng và tăng cân nhiều tới mức trở thành một người mập mạp trở thành người vừa xấu xí vừa béo, ngô còn như bị bạn trai đổ đức vĩ bỏ rơi. Cú sốc chia tay khiến nữ diễn viên quyết tâm thay đổi bản thân từ việc giảm cân cho tới thoát khỏi hình ảnh cô gái xấu xí, tham ăn trên màn ảnh. Theo Quân Như, đây là dạng những vai diễn rập khuôn dễ khiến cô bị đóng đinh thành hình tượng, chỉ biết diễn một dạng vai một màu. Đây được cho là quyết định sáng suốt của cô bởi dạng phim này đã bước vào thời kỳ suy thoái, khiến cho người xem thấy nhảm chán. Quyết tâm thay đổi bản thân, Ngô Quân Như nỗ lực giảm được hơn 15kg trong vòng 3 tháng. Cô bắt đầu giai đoạn khó khăn bằng cách tập thể dục, chạy xe đạp. Năm 2003, cô xuất bản cuốn sách Lịch sử giảm cân, máu và nước mắt của Ngô Quân Như. Cuốn sách từng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Hồng Kông. Về sự nghiệp ở giai đoạn này, Ngô Quân Như không nhận được nhiều lời mời đóng phim. Dù vậy, cô không đoạn trí mà quyết tâm chơi lớn khi bán nhà và vay tiền để đầu tư làm phim tứ diện Hạ Hoa năm 1996. Khi đó, Ngô Quân Như 31 tuổi. Năm 1998, Ngô Quân Như khẳng định được tài năng diễn xuất của mình không chỉ ở lĩnh vực hài kịch mà còn có thể lấn sân sang nhiều thể loại phim ảnh khác với thành công của Người trong sang hồ Hồng Hưng thập tam muội Diễn xuất tự nhiên chân thực của Quân Như trong vài chỉ đại xã hội đen thập tam muội nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Không dừng lại ở đây, Ngô Quân Như thừa thắng xông lên khi tham gia loạt phim điện ảnh, truyền hình với nhiều dạng nhân vật khác nhau như Chu Lễ Diệp và Lương Sơn Bá, Kim Kê, Cầu Vòng Đôi. Sự thành công hiện tại của Ngô Quân Như không thể không nhắc tới bóng sáng của người bạn đời của cô, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng Trần Khả Tân. Trần Khả Tân được biết tới nhiều nhất qua vai trò đạo diễn và nhà sản xuất của nhiều bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao và ăn khách như Điểm Mật Mật, Đầu Giảng Tranh, Võ Hiệp, Ngô Quân Như và Trần Khả Tân quen biết khi tham gia một liên hoan phim vào năm 1990. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 1996, song mãi tới đầu năm 2004, cặp đôi mới dọn về sống chung. Một năm sau, Ngô Quân Như sinh cho Trần Khả Tân một cô con gái. Khi tham gia buổi ra mắt phim đấu giành trạng vào cuối năm 2007 tại sân vận động Olympic Bắc Kinh, Trần Khả Tân đã đưa Ngô Quân Như tới dự sự kiện, đồng thời công khai mối tình kéo dài 10 năm của mình với cô. Năm 2013, đạo diễn Trần bị đồn hẹn hò với diễn viên Điền Phát Quân, tuy nhiên Trần Khả Tân đã lên tiếng phủ nhận. Nói về lý do không đăng ký kết hôn với Ngô Quân Như dù đã có con chung, vì đạo diễn cho biết. Khi nào 70 tuổi, ông sẽ đưa vợ đến Mỹ làm thủ tục đăng ký bởi điều đó mới lãng mạn. Trong khi đó, diễn viên nổi tiếng Hồng Kông lại chết lạc quan. Mặc kệ ông ấy có bạn gái hay bạn tâm giàu gì đó, tôi biết trái tim ông ấy thuộc về tôi, thế là được. Dù đã bên nhau gần 25 năm song Ngô Quân Như không được coi là bà Trần hợp pháp, nói về vấn đề này nữ diễn viên luôn thẳng thắn cho biết Ngô Quân Như vốn là một thương hiệu riêng, không cần gắn kèm tên bất cứ ai. Vào cuối tháng 1 năm 2019, Ngô Quân Như đã để lại dấu tay của mình tại lễ khai mạc Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông sau khi được tầm trang và mở cửa lại. Vài năm gần đây dù ít đóng phim, song tên tuổi của Ngô Quân Như vẫn được nhiều người yêu thích và kính nể.